Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình quay giới thiệu với các bạn cái mùng siêu khủng mình may cho khách hàng. Một vị khách hàng ẩn danh. Thì cái mùng này với chiều dài tổng là 18m, chiều ngang là 4m và chiều cao là 2m. Trong đó thì có 4m màu đen đen phía đằng kia. Cái đó là cái nhà kén nha các bạn. Đó, 4m đen đen ở đó là nhà kén. Còn phía bên này là cái màu trắng, đây là vải mùng. Cái mùng ruồi nó dài là 12m. Thì đây mình may cái loại lưới mới nhất hiện nay là cái loại lưới ruồi chống đẻ bậy. Thì tại sao nó chống đẻ bậy? Và cái này nó cải tiến hơn so với cái lưới cũ. Đây là cái lưới của Thái nha các bạn. Với cái lỗ rất là nhỏ, rất là mịn. Thì cái con ruồi không thể nào mà nó đút cái đít nó qua được, nên nó sẽ không có đẻ bậy được lên cái thành lưới. Đây, với cái mùng khủng như thế này thì cứ cắt 1m là mình sẽ làm một cái dây để cột như thế này, để cố định cho cái lưới nó không có bị trùng và nó chắc. Đấy. Đây, cứ cắt 1m là mình làm một cái dây. Cắt 1m là mình làm một cái dây. Đó. Với cái đường chỉ thì mình may bằng cái loại chỉ dù. Cái chỉ này thì chịu độ bền với mưa nắng thoải mái, không sợ mục rách. Đây. À, giăng giăng cái đầu đó lên luôn, kéo kéo căng nè. Kéo nổi chết liền luôn. Kéo không nổi các bạn. Đây, phía bên này là nhà kén này các bạn. Nhà kén này. Đây, mình may bằng cái vải này nó cũng tương đối rất là nhẹ cho các bạn, nó đỡ nặng, đỡ bị trùng và cũng khá là tối đen nha. Rồi, 1, 2, 3 giăng lên nha. Đây, bây giờ tạm thời thôi, mình treo thấp như thế này thôi. Thực tế cái mùng này cao 2m nha, còn cao hơn đây nữa. Nhưng mà bây giờ mình giăng đỡ lên để cho các bạn xem cái mùng như thế nào thôi. Đó. Đấy. Rất là khủng nha các bạn. Không có chỗ nào để mà bung nổi cái mùng này nên mình phải ra cái sân banh. Thì bạn nào mà có nhu cầu liên hệ đặt cái mùng siêu to siêu khổng lồ này thì cứ liên hệ với mình nhé. Số điện thoại mình là 077 241 3338. Thì khi mà các bạn làm những cái mùng, đặt những cái mùng lớn á, thì các bạn nên có cái kế hoạch trước nhé. Đặt để mình sắp xếp mình may, tại vì cái mùng to may nó cũng hơi lâu. Đấy. Đấy, các bạn nào, gió thổi kinh khủng khiếp. Nặng không? Nặng chứ. Nặng chứ.